được chưa? Đó, đây câu hỏi rất hay là gì? Có như vậy thì có tránh được những cái điểm phá vỡ giải hay không? Thì đây là cũng là một trong những cái điểm băn khoăn những cái năm đầu tiên mình đi tham gia giao dịch ấy. Thì mình có biết được cái cách là đánh đánh break, đánh điểm phá vỡ ấy. Và thường cũng thỉnh thoảng là gì? Đâu đó khoảng 10 lần thì khoảng 4 lần nó bị phá vỡ giải. Thì mình có một thắc mắc là gì? Thì liệu là có tránh được cái điểm này không? Thì đây, ngày hôm nay các bạn có câu trả lời nhé. Từ những bậc thầy giao dịch nhé. Họ trả lời luôn là gì? Là không có kỹ thuật nào giúp bạn tránh được cái điểm phá vỡ giải đó. Bởi vì đó là rủi ro cố hữu khi mà bạn giao dịch dựa trên cái điểm phá vỡ, quy tắc phương phá vỡ. Mình vô cùng đồng ý. Dựa vào những lời khuyên của họ chia sẻ và chính bản thân mình thực chiến thì mình cũng được đồng ý, rất đồng ý điều đó. Đó, rất đồng ý điều đó. Đó, rất đồng ý điều đó, được chưa? Đây, ví dụ đây. Ví dụ như anh chị em là đây nó có một cái nền giá này. Thế nào gọi phá vỡ giả? Đó, thì khi anh chị em thấy nó phá vỡ như thế này này. Đó, thì phá vỡ giả là gì? Là nó vừa nhô lên một cái nến nhô lên tăng phá vỡ khỏi cái đường mà kháng cự trên thì ngay lập tức cái nến xong nó lại cắm ngược lại xuống quay lại vùng nền. Đó thì những anh chị em mà mua ở đây ấy, thì anh chị em là cắt lỗ. Đấy. Thì câu hỏi người ta hỏi là gì? Liệu có phát hiện được đâu là phá vỡ thật và đâu là phá vỡ giả hay không ấy? Thì đó, câu trả lời dành cho anh chị là như vậy nhé. Nó rất là hay. Đó. Mình tin rằng những cái này mà rất nhiều anh chị em F0 chưa biết đâu. Đó. Thậm chí những anh chị em có nghiệm rồi, anh chị em cũng có một số những điều chúng ta không hay. Rồi câu hỏi thứ hai là gì? Nên mua cổ phiếu ở nền hay là điểm phá vỡ? Đấy. Thì riêng câu hỏi này thì mỗi ông lại có một quan điểm nhé anh chị em nhé. Mỗi ông có một tư duy nhé. Thì có người thì bảo là gì? Mua cổ phiếu ở nền ý, thì nó có xác suất tốt hơn, rủi ro ít hơn, chính xác. Đó. Mua ở nền giá này. Đó, mua ở nền giá này. Nó mua tại ở đây này, quanh quanh này này. Đó, thì nó sẽ có cái rủi ro ít hơn, bởi vì nếu nó thủng thủng ngay dưới đây thì mình cắt lỗ rồi đúng không ạ? Nhưng ấy, cái thời gian chờ đợi nó rất có thể rất là lâu hoặc là bị phá vỡ xuống. Đấy. Tức là gì? Cái nền giá nó có thể là đâu đó từ 3 đến 6 tháng. Nhưng mà thậm chí có những nền giá nó phải chạy 1 năm đến 2 năm cơ. Nó mới vào chân sóng lớn. Thế cho nên nếu anh chị em mà mua ở thời điểm này thì có thể là anh chị em sẽ đợi 6 tháng. Có thể là anh chị em lại đợi 1 năm. Nhưng mà rất khó. Tại vì là gì? Khi anh chị em đợi như vậy thì anh chị em đã mất một cái gọi là chi phí cơ hội. Đó. Và cái thứ hai là những cổ phiếu khác chạy, cổ phiếu mình không chạy. Và anh chị em cũng sốt ruột, anh chị em không đợi được rồi. Đó. Thì cái thứ hai mình cũng khuyên anh chị em đó gì? Là nên mua. Theo cái quan điểm thứ hai ấy, đó là gì? Thường chờ đợi điểm phá vỡ mới mua. Thì đối với quan điểm của mình ấy thì liền mình khuyên riêng cho anh chị em này, là anh chị em hoàn toàn để vừa mua ở nền và vừa mua ở điểm phá vỡ đấy. Mua ở nền anh chị em có thể giải ngân trước là 30%, được chưa? Đó, 30% rút là anh chị em muốn giải ngân cổ phiếu đó là 20 triệu như mình vừa nói đúng không? Thì mình dành là gì? 60 triệu để mình mua một mức giá ở nền. Nếu như nó không tăng, nó đi sideways ấy thì kệ nó thôi đúng không ạ? Thì anh chị em vẫn còn 140 triệu để anh chị em giải ngân vào những cổ phiếu khác đó. Còn nó gì, nó có gì bất thoát tăng ngay thì khi điểm phá vỡ này chúng ta giải ngân thêm 30%, và khi có nhịp tăng lên tiếp hoặc là gì có nhịp là gì điều chỉnh chúng ta giải ngân tiếp 30% là đủ 100% đó. Thì khi đó chúng ta sẽ tối ưu nhất cái điểm vào lệnh và tối ưu thời gian để anh chị em có thể là đầu tư hiệu quả được.